khí đó. Wow, cha, cha. Ngươi thua cuộc đi. Đến đây, đến đây. Tiến lên. Hả, chạy, con khí mạnh quá. Người rừng tiêu diệt khủng long. Cứu tôi với, cứu tôi với. Wow, có người kêu cứu, tiến lên. Bữa ăn bất ổn, đằng kia phát thức ăn kìa, lẹ lên. Yeah! Hôm nay ở đây phát thức ăn miễn phí, các bạn ăn nhiều vô nha. Woo! Bạn bắp thật là tốt bụng. À? Oh no. Ăn gì mà nhiều dữ vậy chàng? Còn chưa no nữa, con tắc kè khổng lồ. Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy con tắc kè khổng lồ rồi. Nó là con gầm Nam Mỹ đó bà ơi. Hả? Mày biết nói chuyện luôn hả? Ai hú thì mà. Chán mấy bà này thiệt. Bởi vậy tôi là gầm Nam Mỹ mà cứ kêu bằng tắc kè thôi. Ừ thấy ghê quá, tụi nó biết nói chuyện hết rồi.